chào anh em quý vị và các bạn. Ngay bên cạnh Lê Hùng bây giờ là một trong những mẫu xe an toàn nhất trên thế giới. Vâng, nói đến an toàn nhất trên thế giới, chúng ta nghĩ ngay đến thương hiệu Volvo. Xin giới thiệu các bạn XC40 bản R Design đang được trưng bày tại triển lãm Bangkok Motor Show. Và dự kiến trong năm nay chắc cũng chỉ đôi 3 tháng nữa thôi, XC40 cũng sẽ được bán tại thị trường Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem mẫu xe này có gì vui. Kể từ khi giám đốc thiết kế mới đầu quân cho Volvo thì tất cả những cái dòng sản phẩm của Volvo đã mang một cái triết lý hoàn toàn mới. Nó có gì đấy trẻ trung hơn, thể thao hơn và đương nhiên sang trọng hơn. Bây giờ thì Volvo sẽ đánh thẳng vào cùng với các phân khúc của Mercedes hay BMW, thậm chí là cả Audi nữa. Và XC40 này sẽ cùng phân khúc với cả GLA hay là BMW X1, Audi Q3 gì đó. Nhưng thực sự là khi mà ngồi vào khoang xe, các bạn sẽ thấy bất ngờ. Mẫu xe này mình đã lái thử bên Tây Ban Nha rồi, ngay trong cái lần đầu tiên ra mắt toàn cầu. Đó, phần đầu xe này chúng ta hãy quan sát này. Thậm chí phần đầu xe này mình còn thấy cá tính và trẻ trung hơn XC60 khá nhiều đấy. Nó sẽ không bo tròn cái phần từ nắp capo xuống cái phần cản dưới này, mà nó phân tầng ra nhìn đẹp hơn. Lưới tản nhiệt này, màu đen rất cá tính. Đây là phiên bản A Design, R Design, Volvo của Volvo. Bây giờ nghĩ tới Volvo là nghĩ tới xe sang rồi. Hệ thống cảm biến trước, chưa có camera 360, hệ thống đèn LED với đèn daylight hình chữ T hay gọi là búa tho gì đó của Volvo, tên rất ngũ miều. Rửa kính, rửa đèn đó. Để mình xem cái mẫu xe này ở thị trường Thái Lan được bán với giá bao nhiêu nhá. Đây các bạn có thể thấy đây, XC40 dùng động cơ T5 all-wheel drive. Đấy. Động cơ T5 này thì khá là quen thuộc, 252 mã. Và xoắn là mô men xoắn là 350 Nm, đó có hết trên này rồi. Ngay từ tua thấp 1800 đã có được mô men cực đại rồi. Giá đâu nhỉ? Giá đây. 2.390.000 baht, khoảng 2.4 triệu. Quy đổi ra mình nó sát về 1,8 tỷ. Đó, giá xe ở Thái cũng không hề rẻ hơn ở Việt Nam đâu thưa các bạn. Và mình hy vọng rằng cái bản này về Việt Nam chắc là giá đó. Nghe đâu đó là XC40 về Việt Nam nó giá khoảng 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 8 gì đấy. Rồi. Các bạn có thể thấy thiết kế nhé. Toàn bộ phần cản dưới này, nó nối liền với phần ốp, cái hộp bánh này. Đấy, đều được dùng nhựa sần chứ không phải sơn bóng. Đó, chạy từ trước ra sau. Vành 19. Đợt vừa rồi tôi có sang bên Thụy Điển để chạy thử những cái dòng xe của Volvo. Thì phải nói là tại sao những cái đất nước tuyết lại phải cần những cái hệ thống all-wheel drive, bởi vì nó phân bổ lực rất tốt. Chạy khác hẳn luôn. Phần thiết kế sau thì cũng rất là đặc trưng của dòng Volvo. Nó có gì đó khá giống với cả XC60, nó chỉ scale nhỏ lại thôi. Nhưng bởi vì cái việc phần mái cũng như phần cửa kính sau đây này, nó được sử dụng chất liệu đen bóng nhiều, cho nên nó tạo ra sự tương phản. Và XC40 này sẽ hướng tới khách hàng trẻ nhiều hơn. Các bạn có thể thấy cái thiết kế, cái phần tỷ lệ này, phần kính này, phần cốp này, đấy, phần thép này và phần cản dưới, nó tương đối là hài hòa đấy. Đây. Bộ đôi, ốp bộ đôi rất đẹp. Volvo bây giờ thì đẹp mà. Phần trần trên nó, phần mái vòm thì được sơn đen bóng. Trụ bê này cũng vậy. Bây giờ những cái xe nhỏ ấy thì họ sẽ cố gắng thiết kế các cái phần cửa kính, phần kính, ô cửa kính nó sẽ rộng ra để cho mình ngồi ở phía sau cảm giác luôn thoáng đãng và cảm nhận được cái xe nó rộng hơn. Cái trụ C của mẫu xe này thiết kế cũng khá là đặc biệt nhé. Đây các bạn có thể thấy này, nó vuốt rất dị luôn.
và nó liền mạch với phần đèn. Phần đèn thì nhiều anh em bảo là giống CRV thì nó cũng giống thật. Gương trụ A, trụ B, trụ C đều được sơn đen bóng. Mỗi đối tượng khách hàng đều có những cái sở thích và cá tính riêng, thì tất cả các hãng xe đều muốn hướng đối tượng đến như vậy, và họ thiết kế ra những chi tiết rất đẹp, nhìn phát là phải yêu luôn đó các bạn. Thế mẫu xe này thì mình đã lái thử rồi, cũng đã trải nghiệm khá nhiều rồi, thì những cái phần đặc trưng trên XC40 ấy thì nó cũng rất là rõ ràng, ví dụ như cái hệ thống autopilot này, rồi hệ thống hỗ trợ lái tự động đấy ạ. Rồi giữ làn đường, cảnh báo trực làn đường thì phải nói nó là siêu thông minh luôn. Hồi chạy thử bên Tây Ban Nha nhá, là mình chạy cái mẫu xe này khoảng 120 km/h qua đường hơi cua, hơi cong chứ không phải đường cua nhá, không phải cua kiểu Tây Áo như Tây Bắc mình đâu, thì nó vẫn đánh lái được. Nó vẫn tất nhiên vạch kỷ đường các kiểu thì nó vẫn có, nó vẫn đánh lái được. Âm thanh trên mẫu xe này là hệ thống âm thanh là gì đây? Harman Kardon. Đó. Ngay những cái chi tiết trang trí trên cái thành cửa nhá. Đều được tỉa tót, được thiết kế kiểu thời trang hơn. Đây, bây giờ mình ngồi vào đây để xem cái không gian của nó như thế nào. Ở những chiếc xe Volvo thì thường là thiết kế có cái hệ số an toàn khá cao, và nếu chiếc xe này được bổ ra thì các bạn sẽ thấy được cái phần khoang xe mình ngồi được dùng từ thép siêu cứng, nó gọi là thép làm xe tăng máy bay gì đó, rất là quý hiếm và được gia cố thêm. Cho nên là trên thế giới có nhiều cái vụ mà đâm nhau rồi tai nạn gì đó thì xe Volvo là bảo vệ hành khách hoàng tốt nhất đấy thưa các bạn. Đấy, thiết kế bảng màn hình phía sau vô lăng này, màn hình thông tin này, quá cơ bản luôn. Có lẫy chuyển số luôn, động cơ T5. Nói chung là hợp lý cho một mẫu xe sẽ dùng cho di chuyển đô thị, thậm chí chúng ta có thể đi vào những đường xấu được. Màn hình này. Có cả hệ thống cân bằng điện tử dành cho chế độ thể thao nhé. Tắt nó đi chạy trượt thích phết này. Hệ thống hỗ trợ ra vào chuồng này, park in park out này, camera sau thôi, không phải camera 360 đó. Hỗ trợ đánh lái này. Đấy. Thì khi mà chúng ta lái, chúng ta có thể sử dụng các hệ thống như thế này. Những cái cruise control. Ở đây chúng ta có thể thường thì những xe Volvo ấy sẽ được trang bị các cái hệ thống phanh tự động, thì nó có điều khiển được cái việc phanh sớm, phanh muộn, can thiệp sớm, can thiệp muộn đúng hơn, hay là trung bình thì chúng ta sẽ vào đấy chúng ta cài đặt. Trên những cái mẫu xe ở châu Âu hiện nay thì có cái hệ thống kết nối để thông báo các cái thông tin kịp thời về đường, rất là hữu ích, rất là tiện dụng cho người lái, bởi vì là nếu như phía trước có mưa, có đường trơn, có tuyết rơi, có đường lở, có bão lũ thì họ cũng sẽ thông báo và cập nhật liên tục. Rất đơn giản, thiết kế của Volvo thường rất đơn giản, bởi vì người Bắc Âu thường làm ra những chiếc xe đơn giản, đẹp nhưng rất tiện nghi. Hơn nữa Volvo lại hướng tới sự an toàn nữa. Đây là phần sạc không dây, cần số điện tử. Rất đơn giản đúng không? Cần số trông nó hơi cụt. Ngay cả chiếc ghế này cũng vậy, sẽ được sử dụng chất liệu da. Chất liệu da. Wow, giữa da bình thường và da lộn. Đường may khá là đẹp. Ở bên này thì ban tổ chức đây, bên ban tổ chức còn chế luôn một cái đèn LED ở phía trong xe để mình có thể quan sát dễ hơn, để nhìn thấy dễ hơn này. Thực ra những chiếc xe Volvo thì được đánh giá cao, ngày xưa được đánh giá rất cao về cái sự an toàn và bảo vệ người lái, thì ngày nay khi mà được đầu tư rất nhiều tiền của vào thì họ đánh thẳng vào phân khúc hạng sang luôn, cạnh tranh hẳn Mercedes, BMW hay là Audi luôn. Nói chung là có tiền sẽ làm được nhiều thứ. Ngày xưa thì cứ theo đuổi triết lý an toàn mãi thì tí bị oẳng. Bây giờ khi được đổ tiền đầu tư vào thiết kế, về công nghệ, về tiện ích, về các hệ thống giải trí tốt hơn,
Nhưng mà mẫu xe này có khi về Việt Nam lại được trang bị loa Bose Wikin thì nghe nó hay hơn. Hàng ghế sau là khá là rộng nhá. Đây. Thực ra mẫu XC40 làm mình rất rất bất ngờ về hai yếu tố. Một là thiết kế rất là trẻ, hai là cái không gian sử dụng ấy, rộng thật. Đó, triết lý của bác Âu là ba yếu tố đơn giản, đẹp, tiện ích thì thể hiện rất rõ trên XC40 này. Chúng ta hãy xem cái cốp xe này xem. Đây, không gian chứa đồ đây, có chiếc cốp khá là rộng. Ở đây có thể người ngồi đây, chúng ta có thể bỏ cái hộp này ra để những cái vật dài. Văn hóa Bắc Âu rất hay. Văn hóa Bắc Âu là văn hóa giao lưu kết nối và du lịch. Người Bắc Âu thì sống rất hưởng thụ, cho nên là cuối tuần có thể đổ những cái đồ trượt tuyết, đồ câu trên những chiếc xe thế này và lên đường. Mình đã qua đó rồi, mình cảm nhận rất rõ. Và ở phía dưới này các bạn có thể thấy này, có thể để các cái đồ khi mà mình lật cái tấm này lên. Đó, thường thì những chiếc xe nhỏ sẽ quan tâm nhiều đến phần tiện ích. Công suất thì thôi, động cơ thì không gầm vân vân thì bây giờ có tiêu chuẩn hết rồi. Các hãng xe sẽ xây dựng lên các cái tiêu chuẩn về khung gầm, tiêu chuẩn về động cơ. Nhưng thực sự vấn đề tiện ích là một vấn đề vô cùng quan trọng cho những khách hàng hàng ngày nay. Bởi vì cuộc sống hiện đại càng hướng tới tiện ích nhiều hơn. Nó cũng cứ như phần thiết kế về nhà cửa. Bây giờ những căn chung cư nhỏ nhưng có rất nhiều tiện ích và tối ưu cho khách hàng, cho người sử dụng với một mức giá hợp lý, sang trọng thì sẽ bán được thôi. Khách hàng thì luôn yêu cầu cái gì phải ngon, cái gì phải bổ, cái gì phải rẻ thì các hãng sẽ chiều. Hãy like và subscribe kênh Autodaily nha các bạn, để sắp tới ngay khi XC40 về Việt Nam thì chúng tôi sẽ chạy thử và sẽ gửi tới các bạn những cảm nhận đầu tiên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.